Đây là phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng Scar, được điêu khắc hoa văn màu bạc trên thân súng, nâng cấp mạnh về độ nhẹ, khả năng thay đạn và xuyên thấu. Sức thay đạn là 35/70, tốc độ bắn 500 phát trên phút, tầm bắn 400m. Chiến đấu ở khoảng cách xa, bắn liên hoàn sẽ là cách bắn chính. Vì độ giật rất thấp, khuyết điểm là số lượng đạn hơi ít, cho nên đừng có tùy tiện bắn. Trong chiến đấu, khi bắn trúng thân trên sẽ gây sát thương cho địch là tầm 30. Khoảng cách xa thì yếu hơn một chút. Bắn trúng đầu mà không có giáp sẽ hạ gục địch ngay tức khắc. Sát thương thì vẫn là sát thương của dòng Scar, nhưng ổn định hơn, đẹp hơn và độ xuyên thấu cao. Rockfire Legend. Nhắm căng, bắn thẳng, sang phẳng, đối phương.